vật bất ly thân, và đi đâu cũng phải có cái này. Đấy, và không ai có quyền được giữ lại trừ khi mà vi phạm pháp luật. Các cụ già đến chụp ảnh để làm căn cước công dân, các cụ nói là tôi 70 tuổi rồi, chưa bao giờ được chụp một cái ảnh nào. Tôi hy vọng nay mai nếu mà tôi có sự gì ra đi thì đây sẽ là cái ảnh thờ của tôi đây. Đấy. Hiến pháp bảo vệ thì phải bảo vệ mọi người dân. Mọi người dân có quyền cư trú bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam này. Không ai cấm được họ cả. Không ai có quyền được giữ lại cái thẻ này của người dân. Cái này bây giờ trên thực tế là cái tâm lý mình giữ cái giấy chứng minh của người ta. Ở đâu cũng muốn giữ. Không được. Bây giờ là cái giấy này là liền người. Nếu có tôi chỉ dở ra trong xem ông muốn ghi chép cái gì vào đấy, không ghi chép. Đấy, ông này tên là này, số định danh là thế này, số căn cước là thế này. Thế là đúng. Ông muốn đi truy tìm người ta, ông có hai thông tin đó là tôi đối chiếu được ngay. Thậm chí chỉ cần cái số cũng được. Đấy. Ông không có quyền nữa, ông vào khách sạn ông này giữ cái thẻ căn cước của tôi, cái căn cước của tôi ở khách sạn. Trong lúc tôi vắng mặt ở đây, ông sử dụng, ông rút tiền của tôi làm nào? Vật bất ly thân. Và đi đâu cũng phải có cái này. Đấy, và không ai có quyền được giữ lại trừ khi mà vi phạm pháp luật. Trừ khi mà đấy, những cái việc nó như vậy, các cái cơ quan có thẩm quyền thì được quy định. Còn nếu anh vào cơ quan, anh hỏi giấy tờ đâu, giấy tờ đây, ông bảo, thế ông vào cơ quan đi, để cái giấy căn cước không được. Sẽ phải có những cái quy định cụ thể. Đấy, không ai có thể được để giữ được cái này của người ta. Vì đây là cái pháp lý, pháp nhân người ta về cái việc đó. Con số này có thể lên đến hàng triệu người, chứ không phải ít. Chưa được ai thống kê bao giờ cả. Kể cả trong thống kê dân số cũng không có. Vì người ta chả có giấy tờ gì cả. Người ta chả có căn cước, chả có hộ khẩu. Chả có ai quản lý cả. Một cái con số rất đáng buồn. Rất là đáng. Mà từ trước đến giờ chúng ta cứ nói là hệ thống quản trị, quản lý là rất chặt chẽ. Từ trung ương đến cơ sở. Nhưng bỏ lọt lại rất nhiều. Hàng triệu người. Vùng sâu vùng xa là tất nhiên rồi. Chúng tôi tiếp cận có những người chưa bao giờ đi ra khỏi nhà mình. Chưa bao giờ đi ra khỏi làng mình, bản mình, ấp mình, thôn mình bao giờ. Mà chủ yếu là người yếu thế. Những người già, không nơi nương tựa. Những người nghèo, những người ốm đau bệnh tật kéo dài, những người tàn tật. Thực ra người ta cứ quanh quẩn trong ngôi nhà của người ta thôi. Người ta chả có cái nhu cầu gì kết nối với xã hội, với bên ngoài. Chưa từng đi đâu cả. Chưa từng bao giờ được chụp ảnh. Phải nói rằng là xúc động lắm. Các cụ già đến chụp ảnh để làm căn cước công dân. Các cụ nói là tôi 70 tuổi rồi. Chưa bao giờ được chụp một cái ảnh nào. Tôi hy vọng nay mai nếu mà tôi có sự gì ra đi thì đây sẽ là cái ảnh thờ của tôi đây. Đấy. Thế họ là ai? Họ là những cái người từ nhiều vùng của đất nước đến Hà Nội. Vì cuộc sống thôi, người ta đến người ta kiếm sống thôi. Người ta đến nhiều chục năm nay rồi. Người ta đến từ cậu bé đi đánh giày từ lúc mà đấy gia đình có những cái này cái kia đi ra Hà Nội sống lớn lên trưởng thành Hà Nội. Rồi những người đi bán hàng rong, những người đi lên đây làm thuê làm mướn. Đấy, xong thì người ta thấy cuộc sống ở đây nó cái gọi là cái phúc lợi xã hội nó lớn quá. Thì ngày nào người ta cũng có thể thu nhập được bữa cơm, tối người ta cũng có chỗ ngủ ở trọ hoặc gầm cầu hoặc một chỗ nào đấy. Nếu mà hôm nay mà làm ăn mà trúng được thì 10.000 để có một chỗ ngủ. Còn nếu mà hôm nay mà thất cơ thì có thể bất kể chỗ nào họ ngủ được. Đấy. Thế xong rồi họ cũng phát triển lên, cũng rất tình yêu đẹp, vẫn có gia đình và vẫn sinh con sinh cái. Các cháu sinh ra vẫn theo cái số phận của bố mẹ nó, không có hộ khẩu, không có giấy tờ, không được đi học. Đấy. Trẻ các cháu không có giấy khai sinh thì làm sao đi học được? Mà bố mẹ không biết ở đâu khai sinh ở đâu, không giấy khai sinh, lớn lên lại tiếp tục đánh giày, lại tiếp tục đi vào những cái cuộc sống đấy, rất khó khăn như vậy. Nếu chúng ta không đưa vào trong một cái xã hội giúp tạo điều kiện cho người ta, mà vùng nào cũng có những cái hoàn cảnh như vậy. Hiến pháp bảo vệ thì phải bảo vệ mọi người dân. Mọi người dân có quyền cư trú bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam này. Không ai cấm được họ cả. Đấy.